What the hell? Đâu anh nhỉ?
từ đã, tao phát hiện một cái này. Cái gì vậy? Lớp sầu chua, im à. Thằng đâu? Ui, cái gì đây? Ui, lợn à? Bắt được con lợn sầu chua. Ui, xà, ngon. Có lõi không? Có đấy. Sao tối hôm nay có thấy gì đâu? Con này ăn no rồi, để cả. Ui, thơm lắm. Ui, anh ăn trộm ai? Không, tao có ăn trộm đâu. Đưa đây. Nhét vào chưa? Cho mày một. Không, nhét vào chưa? Đi, này. Này, cho mày một nửa. Một nửa thế à? Thì chẳng một nửa đây. Không, để đó. Kia này không công bằng. Đợi đây em một tí. Đưa đây. Ấy. Để em chia cho công bằng. Sao mày đem cân ra đây? Cân đến nơi nó mới xanh chín. Ừ ấy, tao bên này. Đấy em ơi, để em chia công bằng. Thế bên này nhiều hơn tao ở bên này. Bỏ ra. Nhiều hơn. Rồi. Bên này nhiều hơn tầng này. Để làm gì? Ấy, thế mày không lấy à? Tao lấy tất. Tao lấy tất. Ấy, thế đi chơi không? Tao đi chơi này. Kiếm tiền chứ cái gì? Kiếm tiền đấy. Thôi. Lại. Mà thôi. Mà thôi cái gì? Đã chơi. Thôi. Chơi là đoán đồ vật đấy. Xem cái nào mà đấy, ví dụ như cái này này. Hả? Là gì anh đoán được chúng đi anh sẽ được tiền. Nói thử đi xem nào. Cá độ không? Hả? Thế nào? Ôi xù. Này. Đưa tiền này. Nếu mà chơi cái này, hôm nay tao phải lấy lại những gì đó. Không, cái này thử thôi. Đấy. Chiều. Cộp đấy. Chơi thế nào? Thế... 20 một ván. 20 á? Chơi to hơn được không? Được. Chiều. Thằng này không biết nó giở trò gì không nhỉ? Nhưng mà chơi thế này thì bây giờ mình chơi phát đầu 20. Mà giả dụ có mất, phát xong mình chơi 40. Mất thì phát xong mình chơi hẳn 100. Tỷ lệ của mình ăn rất là cao. Mà mắt mình nhìn thì lại rất là tinh. Hôm nay phải lấy lại những gì là mất cũng được. Rồi, được. Nào, chơi. Chơi luôn. Bao nhiêu tiền? Nào, chơi 20. Đâu, từ từ. Xem lại đã. Rồi. Rồi, ok, 20. Thế nào? Lại được không? Không để ý. Để ý gì? Không, chơi. Quên mất. Được, coi như bắt đầu xanh chín. Thế nào? Không cần nhìn xanh chín luôn. Nào, tao chọn... Trái bên phải, trái bên trái. Tao phải chọn, phải đấy cơ. Tập vòng, vòng tay, không tay. Một hàng ở... Dưới bên này. Bên này. Sù, đây. Đối ra chung. Này. Đại sợ. Mày hên không? Phát này là 50. Cái gì? Mà phát này mày hên không? Nào cứ chơi đi. Phát này 50. Nào. Cái nào. Phát này tao sẽ đấy. Nhanh tay nhanh mắt. Nào, ok. Cái nào? Không, tao 70%. Này, 90%. Cái này có đâu. Đây này. Xin thế. Em cho anh gỡ mà anh kiếm đấy nhỉ. Tao thua bao nhiêu rồi? Hả? Tao thua bao nhiêu rồi? Anh chung. Tao để đánh 100. Cái
Đánh hẳn 120. 120 chưa. Tao được 120 là tao lại 50. Ok. Ok. Chơi luôn. Nào. Đâu nha. Đâu kia chạy bên nào nhỉ? Bên nào nhỉ? Bên đây. Rồi ok. Chạy chạy nào. Phát đẩy nha. Đưa tiền 100% luôn. Nào cứ đưa đấy tiền đi. Đây. Hả? Này. Tốt tay. Lê. À, quên. Bên trái. Bên trái gì? Trời. What the hell? Đây này. Nhận gì nhỉ? Nhận gì cho mày, tao thu bao nhiêu nhỉ? 109 à? Cho mày 200 đi. Rồi. 109 cho mày 200. Lại còn đẩy mày lại cơ. Cho mày 200. Được thua 6:30 à? Chuẩn đấy nhá. Chuẩn. Chuẩn nhắm đốt ở nhà đấy. Được. Phát này. Rồi mở đi. À nhưng mà 6:30 em ơi, không trả mai phải trả 300 đấy. Cái gì? Trả thế à? Không thì đưa đây. Cắt cổ à? Chẳng thế à? Đố anh thì vay được cái đấy. Mày hên thôi. Nào. Nào. Đấy từ từ tao đã biết cái nào đâu mà tao nhìn. Thì cái rồi. Này đi con. Ờ nào. Rồi. Ô, push 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 push. Push. Nào. Quả này chắc 90% rồi. Em không cho vay thêm đâu đấy. Nốt quả chốt đấy. Này cho gỡ mà kém đấy nhỉ. Nào. Chưa. Nhận không? Tức là nhận không? Tao 200 nữa thôi. Tao 400. Phát này chơi 400. Thấy không? Ok. Thật tay bên này. Chắc chắn bên này 100.000 luôn. Cho anh đoán lại. Cho đoán lại. Vẫn bên này. Mày định lừa thì con tức là... Cho anh chắc chắn vẫn nữa. Cả một cái điện thoại đấy. Vẫn bên này đi. Bên này không thể nào sai được. Nào. Cho anh cơ hội. Cái điện thoại ra. Cái điện thoại ra là sao? Mày thua ấy. Cơ. Này không phải. Sai này. Em đã cho anh rất nhiều lần rồi chứ. Điện thoại để tối kia đâu. Anh bỏ quân tới đây học. Mai giả. Anh bỏ quân tới đây học. Mai giả. Tối nay điện thoại tao còn việc. Hả? Này, đố anh mở được mật khẩu ấy. Mai tao chuộc đấy nhá. Em mang ra được, em rồi. 6:30 em đây. Anh không mang đủ tiền chuộc điện thoại thì em không chơi đâu. Tay mình nhanh hơn hả? Nani? À! À mẹ thằng chó kia! Thank you.
No. Ha ha ha!
Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm, thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh, Tinh Hoa Trà Việt, để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn hẳn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chả đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đây nhá. Cho mọi người xem lại một lần nhé. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, page Tamao TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.